quả gấp bây giờ. Đó, hiếu quậy qua cái. Mọi người ơi, cái hồi mấy em sẽ có vợ tuồng tiếng trống mê linh, anh tổng vô bụng thấy thương luôn. Lộn lâu. Trời ơi. Em nói dạng như đứa chơi ngại đó, ngại thiều quá hiểu không? Rồi quá ơi. Đạn vậy chưa? Đứng cười. Đó, kêu chặn cái đường đi, tại đi quay vợ, còn tao mang vô nồi giá đấu bây giờ. Đó, chị hiểu chưa? Khỏi luôn nha cả nhà. Vô đầu con nha má. Ừ, lát cua, chưa. Ôi, vô đầu tôi, ê. Rồi, động cái gì má. Anh động cái gì? Chú bố mới xuống bằng tuyến. Ai xì của bên tiếng rồi, kìa, có hai người tiếng, có một bàn kìa. Mấy Hương, dạ, mấy Hương. Dạ đây, cục tan này em nó cho em bé với thầm Hương ăn. Dạ đây, đưa lên em bé. Mẹ ơi, rồi, quay cho em bé liếm miếng ai. Bì má mắc cỡ không, mình bà nuốt cục than đi kìa. Mẹ tao biết rồi, mình nuốt cục than rồi. Rồi đây cho em bé ăn miếng coi. Má ơi, bị là nãy giờ không má ơi. Má ơi, chúng VV cả. Ăn cho hết cục than luôn nha. Nó bung ra cái là vô VV đó VV. Lên bông cho bên tiết 500. Rồi, ok, cảm ơn chị anh Vũ nha. Bên bên. Bên bên. Nào, rồi lên mình tiết 500 đây. Hay quá, mình kết rồi. Tiết ơi, cho cô Kim Lý ngủ kìa. Kim Lý không sàn á. Giờ đây cổ đi ba rồi. Trời ơi. Quậy nữa rồi má ơi. Hãy đưa tiếng vô, hãy đưa tiếng. Cái này phải có cái lò mới vui má ơi. Đó, có cái lò quậy. Dạ đây, cái Hương ngủ đi. Dạ đây, màn xếp thứ hai đó là em bé của bé Hương thì nuốt hết cái vô này. Hôm nay em chơi lớn với mọi người luôn, em khỏi bực kiếm tiền luôn. Ủa, dạ, dạ, chơi lớn mà nó sợ má ơi, nó dám chơi. Lấy cái lò xuống luôn đây đây, lấy cái lò xuống đây chơi luôn. Lấy cái lò phường á, lò gắn trên mấy cục này được không? Trời, lấy đâu cái lò ở đâu gặm nậu đi. Bà không. Lấy cái lò xuống đi. Hôm nay em chơi lớn là chơi cục ăn, chơi bị vàng tiền này luôn cũng được nữa. Dạ không, ai cởi rồi. Cởi chảo anh đi, thét. Hey. Ai vậy vợ mày? Chị Trang thì chị Hiếu quăng vô TV có phim hay, trời xui ghê. Cái gì? Chị Trang ngon nha, chạy gia đình cô bác anh chị đang xem live của TV. Chúc tất cả anh chị nha, người thông cảm cho em cái nhà chỗ. Hiếu vui vẻ, dạ đúng rồi. Chào chị Trang ngon nha, chào chị Trang ngon. Hello. Một người ngóng ngóc mang chân đen. Hey. Từng lần tóc bơ môi em đã đổ. Chỉ có lòng người là. Lên bia mua đi bê bê, cỡ ai uống bia, mua bia, mua hồng bia uống nha. Nãy giờ uống 8 thứ nước rồi đó mà chưa mất đáy nữa. Ở công chuyện. Đổi livestream ở đây bê bê toàn làm gì, ok chuyện là em lo đổi cái cực. Rồi đổi đó chị ơi, Trang Ngô ơi, chào chị Trang Ngô, chị anh Vũ lên mông quá trời luôn. Chị anh Vũ với Úc Quỳnh. Chào chị anh Quỳnh nha, chào anh Mập Đức nha, chào anh Bo Bo nha. Ladies and gentlemen. Ở đây chị giới thiệu cho. Okay. Ladies and gentlemen, welcome to the fashion show Victoria Secret. Bây giờ mời các người cùng chào đón người đẹp Miss An Đông, người đẹp Phạm Thiếu. Đó, hôm nay quậy quá quậy luôn chứ Hiếu. Đi luôn tiếp. Ủa sẽ ngừng lại luôn. Ủa cái quần mà đâu rồi? Cái quần bỏ bên đây nè. Để đi mấy chị em đi. Bán trứng muối luôn giờ hơn. Đó giờ hơn bán trứng muối nha. Đi ơi. Cái này nhé. Rất chịu chơi đúng rồi em ơi. Chế Hiếu đi thời trang thẳng qua công an phường 9 quận 5 luôn đi kìa. Nó ngoan đàng hoàng. Phường 8 phải là phường 8 cái hay quá baby ơi. Cái này là mẫu ốc cưới 2021. Cái này mẫu ốc cưới là chơi và thấy cái thân thông của mọi người. Ờ chứ Hiếu quậy quá quậy luôn. Đối diện là công an phường nha cả nhà. Cái này cũng quả gấp bây giờ. Ờ chứ Hiếu quậy quá cái. Cái đồ nó bị mẻ quá mệt phải không? Dài quá trời. Chỉ rồi lố cái mạo. Lỗ mồm. Lẻo đi. Ai có cái mạo đâu vậy?
Hello, hôm nay bà một tí vậy. Mày có Bảo Ni với lại bé tụi em đang có mặt tại cổng trước của chợ An Đông nha mọi người. Và biết đây là một chương trình biểu diễn thời trang, là thời trang tái chế nha mọi người đó. Có gì là chơi đó. Những cái phụ kiện mà đã coi như là bỏ đi thì sẽ tái chế lại thành một bộ trang phục. Rồi cái đầm rất là đẹp nha. Rồi chị Hiếu ơi, đi ra giữa chợ bớt rồi giùm em. Đi từ đồng hồ xuống. Đi từ đồng hồ xuống nha. Chứ còn cậu nó cậu chứ từ đồng hồ xuống nha. Dạ. Ở bớt ở đường xuống là bánh tát. Với mọi người đang chờ đón người hoa hậu Miss An Đông Lê Thị Hiếu. Đó, quá đẹp luôn chứ ơi. Ngày xưa mọi người thấy nhớ có hoa hậu Phạm Hương. Thì bây giờ thì sẽ có hoa hậu Phạm Hiếu nha mọi người. Áo gì? Áo cưới công thọ. Áo cưới công thọ đến để giải thiết kế công thọ chi sản xuất cho mấy cái nhà giống như nhà hoàng rồi đó. Áo cưới công thọ kìa. Ôi đẹp quá, cánh bướm kìa chứ ơi. Đó như cánh bướm gì đó trời. Ủa cái trang phục này nó có cái giọt lộn lủng lẳng trước kìa chứ. Không phải, cái này là trang phục của Trung Thu á. Cái lòng này tôi bọn thôi. Quay lại coi. Đó quậy quá chứ quậy luôn. Đó bì bì. Bỏ lại nha. Tao hết đó. Thôi này bữa khác. Ở chứ mình mở nhạc chậm chậm có gì đâu bình thường. Muốn đi mượn á ông đội đi. Không biết ra nó chơi. Nếu có hồi chung mua bà ơi. Bà muốn đi mau bà mai bà đi mua cướp bản bản. Ê nhìn nhìn chế Hiếu giống cái gì bọn điên vật gì nhớ không? Giống như là con chim bánh cục trong một phim Batman vậy đó. Batman đó. Giống cái ông úp của mày hả giòm nè. Của nghiệp thì quá hả. Ôi ông lợi chị đi bé. Bánh cung cơ gì cho mình. Anh chọn bà ơi, sao có chưa hỏi tao bị hớt kìa. Coi cho anh cho nhiêu cho em dễ thương lắm. Không cho thì em thối tiền lợi đó, nó vậy đó, chịu lỗ tiền phòng cũng được. Chế Hiếu thích không? Chế Hiếu thích bò bò không kìa? Không có thấy mặt luôn á. Không thấy mặt luôn á, nó mới cười kìa. Đẹp nó mới hương. Hương sống được qua ngày thôi. Đẹp nó hương, nó mới hương. Ui. Bé Hương qua đây nè, bò bò giờ núp cháo gà rồi mấy má ơi. Ăn sò không nổi đâu kìa, bò bò giờ húp cháo gà không, không ăn sò nổi. Ủa còn ăn cháo gà được mà. Cái này cháo gì? Cháo lưỡi. Cháo lưỡi. Có nghe nào làm như nó không có chồng lâu năm rồi nó dơ dãi mà. Động tới mấy này nó chuyện ghê. Không có ai mà đặt không có nghe nào có ai đặt bạn giải ra được ngồi vậy không nè đó nó vậy đó. Bánh bánh mì mấy dép bánh mì giờ đó còn hỏi dép mấy dép gì đó nó dép bánh bò. Bè mang dừa quá à. Tôi mang đó. Chụp đi nha. Qua cái thấy không em thấy đường không? Thấy chị. Tuấn Hoàng chị kêu Chế Hiếu đi xe bằng chân đi. Đi xe bằng chân. Ai? Không lại. Thôi đẹp để hộp cháo cái bên nha. Sáng tao ngồi dậy tao nói chỗ biết chờ phục cho mình thức ăn đây nữa. Đó mình để làm vậy đó. Cái này là em nói đó, chứ chuyện của nó cũng cho vòng nha. Tự nhiên người ta ngủ rồi không lẽ gặp kêu người ta dậy. Em cứ làm để nha. Đang ngủ á em để hộp cháo cháo đi sáng tao dậy người ta có tàn. Thiêu luôn rồi sao dậy. Cháo trắng mà thiêu. Cháo trắng dịch muối mà thiêu gì bé. Thiệt. Mấy người đang ngủ thì lại chị à. Để ép cháo, cháo gì đó nè, chị quen chị gái này cũng nhờ chị ấy đang ngủ chị để ép cháo mà quen với bà đó. Anh Vũ Nguyễn nó hút bình bông quá trời, quậy quá nghe em gái, bá mi nữa đó anh Vũ Nguyễn. Đẩy thuyền cả nhà cho anh Bobo lên đi mọi người ơi. Đó, hay đó. Quá. Trời ơi, cái thuyền nào mà chở nổi con. Hay quá Vĩnh Quỳnh ơi. Trời ơi, cái thuyền gì mà nợ chở nổi mày, trời ơi, nhỏng bánh luôn hả, ghê chưa. Băng ghế nào vòng nội. Không phải tao xô quá, thuyền động rồi, lực thuyền luôn. Trời ơi. Đẩy thuyền cho anh Diện. Anh Bò Bò. Anh Bò Bò. Trời ơi đẩy thuyền. Anh Bò Bò gì em nhường lại cho chứ. Trời ơi nhường lắm mà trời ơi. Trời ơi nhà nó có chịu anh nào đẩy mày. Trời ơi đẩy mày cực lắm á nha. Trời ơi anh biết chén màng không vậy anh Bò Bò ơi. Trời ơi. Trời ơi. Anh phải tốn tiền anh vô trong thùng kính mướn mà. Ba cái dụng cụ mà để treo giò lên mới dán màn bả được nha, khó dán lắm. Chú rể chào, gọi nhà cô dâu đi bé, ha ha Hương. Tối nay đông đủ người như vậy, sao Chế Hiếu không đủ tiền đi chợ đi nhảy cửa tiệm bàn kim lý đi. Ai vậy? Ai vậy? Có nghe nào một cái cốp em ăn cướp chứ đồ, thấy giờ tối ngày kêu vô kim lý hoài vậy. Tiệm tao nhỏ nhỏ đi, nằm trong hẻm đồ, tự nhiên ra mặt tiền kêu tao trèo lên. Tính làm người nhái hả?
Đúng rồi. Cái này cũng kim vàng đó mọi người. Ở Kim Châu, Kim Châu. Úc Bình vui vẻ nè, anh mình đang có việc. Kim Châu thì 7 đến 15 năm, Kim Lý thì đi mút chỉ. Hai tiệm đó nó đi tiệm nào? Đúng rồi. Úc Bình nãy giờ bị mọi vô, Úc không biết gì hết. Mộng vô dữ chưa Úc? Anh này của em không có lụm được. Rồi còn có hai đời vợ, 7 đứa con chịu không vô kìa. Bo bo tóc bị bạc hết rồi, còn có hai đời vợ với 7 đứa con chịu không? Chịu vô không? Chịu làm cái mẫu không? Hay làm cái mẫu đi. Thấy không? Ghê lắm. Trong bên bạn nhưng mà cái cờ chuẩn dụng được. Gì bạn? Chuẩn dụng cờ được. Bạn. Bé luôn vậy chợ kêu hủ tiếu xào ăn chưa? Ủa nhà thiết có kêu hủ tiếu xào không chứ? Tao hỏi là lúc 9 giờ về hỏi tao có kêu hủ tiếu xào không? Có ăn không? Kêu để đi mua giùm 5 phần đi. Hủ tiếu mì xào giòn. Không phải chị mua giùm cho má chị luôn. Hủ tiếu xào với lại hai cái mì giòn. Có mày bụng vậy bé đâu cười anh coi trời ơi. Quá trời. Và con cái nhà giá teo đi nhỏ xíu vậy. Nè bé đi mua đi con. Lấy tiền em nè. Không không lấy tiền được chị trả lại cho bả đi chị. Lấy con phần đem về. Thôi, để chị mời đi má ơi kỳ quá. Mua gì? Tiền đầy rồi. Thôi, mua ăn đi mấy người ăn đi. Để ngồi nó ăn loại cháo nó cũng hết hàng mình nó. Mua gì? Của tao ha, một sợi, hai miếng sợi giòn. Ổng bả đi rồi. Đọc, đọc. Thịt tí dẻ. Quảnh mềm. Quảnh mềm. Mình xào quảnh mềm. Hồi nay vậy ăn. Rồi à. Ở đây là hủ tiếu xào quá ơi, quên nữa, lập lộn rồi. Bên tía ăn gì cơn? Một cái em no rồi, với lại một cái hai cái mì giòn, một cái hủ tiếu xào. Không, ở đây một cái hủ tiếu xào đem về. Là hai cái hủ tiếu xào, hai cái mì giòn. Hỏi mặt khóc hoài, không thấy tụi người. Rồi rồi, chị Hiếu Sầm Hưng đi rồi, đứng kế bên nhau đi, có người lên bông nè. Trời ơi, có người lên bông bên tài nữa kìa. Em nói em phải cảnh nha kệ, bông hay vòng qua gì để cho nó hết đi. Trời ơi, ủa nghiệp thì quá à. Đó cái này em liên lê lên bông cho mọi người 250 nha. Rồi, cảm ơn anh Liên Long tặng mọi người, giao gì lấy lòng đi mà. Nè chú Hiếu. Một là em, hai là nó thôi. Đó hai người nha. Chia vậy á, mất công đi đổi tiền quá à. Rồi đó cầm luôn rồi đó, ta coi im rồi tao. Tao đọc chú vẫn xanh hay lắm đó. Làm tối nay tao dễ tụng á, làm ai đi luôn đó. Cảm ơn chú đã cảm ơn. Cảm ơn. TV lo hết, Út không biết gì hết, không dọn vô nha, trời chết con luôn Út ơi. Con đây con mới nhớ đây nè, con thiếu không biết Út bê bao nhiêu tiền nữa nè. Đó, cảm ơn anh Linh Lê tặng cho Sầm Hưng, chị Sầm Hưng với chị Hiếu. Mỗi người nha, 502 người nha. Anh Linh Lê. Cảm ơn anh Long nha, cảm ơn anh Long. Cảm ơn anh Long. Mài lòng kìa đó, anh cho sau hai người, cái lát còn đánh lộn nha anh Long nha. Ê! Hai chị em này giống như là người đầu sông cuối sông vậy đó. Hơn nó tiếng. Hai đứa bơi lại là thức xong đó. Mấy chị em vợ chứ thực ra là chị em vợ, hai chị em rất là tôn nghiêm. Không, em khỏi thanh minh. Chị em cách vậy cũng chứ tao tiền. Như Nguyễn nói nè, vô bao bao là bao mua một tặng tới 7 lời quá luôn kìa. Nuôi về nuôi 7 đứa con luôn đi. Mày nuôi đi, không cho em nuôi nổi anh. Dù con anh lớn thì được con. Giảm cân luôn vậy. Con anh lớn thì được con anh mà còn. Không ăn cho mấy nhỏ thôi chứ không có gì trơn á. Lớn rồi. Dễ lắm, với lại tối như chồng cha anh ăn nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Anh không ăn đâu, anh uống sữa không à. Rồi em thấy ngay chứ chưa chú chị Hương là sữa nhiều lắm nha mọi người. Út Bình á, Út không có Út Út Bình Du ra dụng nha. Ai đúng với đặt không có sữa. Lệnh truy nã chế Hiếu cậy cửa tiệm vàng cho đêm nay nha. Để cho anh bảo. Để có lệnh truy nã mà cậy cửa tiệm vàng trời. Còn ma nó mạnh bạ 289 thôi. Xong rồi, tại vì cái mặt lúc này cũng đang uy tín lắm đó. Alo chị Hiếu bụng phệ. Ờ vậy có đứa mẹ đẹp nè, cháu không tệ nè đó. Cô ba nói cô dâu giữ tiền mua váy cưới đợi chú rể sách nạn về cưới nha. Trời có bị mày ghê quá cô ba ơi. Cô ba nói ít chị đạt hùng. Đi anh Lê vui vẻ nha, cảm ơn anh nha. Nói chung anh Lê mình mới tặng cho ché lại Không, không tặng cái Hương à, tội lụm cái gì vậy mà lạ thế. Tôi ché vô, bóc cái vô nữa, chị đi với họ cái đó. Cô dâu chú rể lại rồi, xe bước dâu lại rồi nha. Kìa bên đường kìa. Chú rể bước tướng rồi đó. Ở đó bị ổng quậy hoài. Cô lấy rồi cũng bị bắt rồi. Chưa đúng rồi chị. Cháo nóng xong. Anh Dương Nguyễn nói cháo nấu xong đem đi đông lạnh đi rồi ngày mai hãy phát vậy mới sốc. Ý là cháo nấu xong mà đem đi đông lạnh đi để mai phát. Vậy là sốc hả? Vậy là sốc hả? Sốc dữ chưa? Sốc dữ chưa? Trời ơi, nghe người ta nói vô ngày mày cười hoài vậy. Ý là anh kêu bỏ vô hộp đi rồi đông lại cho đông lại. Cho này có 250 mới khủng hoài. Tôi dễ thì có gầu mà. Tôi lớn. Trời ơi, tại cho biết chi vậy đó, bả buồn đó mà.
Thôi cho nó hết, nói ảnh cho nó hết đi, kệ đi, vui vẻ được không? Hello anh Brandon nha, hello anh Brandon nha. Chào anh Brandon nha. Dạ anh Brandon. Nè, cô ba nó kêu là cháo nấu xong đem ra ruộng trồng lại. Có lên cây lúa không chị Hiếu? Trời không được, cô ba ơi, vô xuống dưới là chết hết ngủ người ta luôn á. Để tự trả lời. Cảm ơn cô ba nha, lấy lá đa. Hello Brandon. Dạ. Tiền nước của em nhiêu chị? Nghe không? Tiền nước này của thiếu má ơi. À, tiền không thiếu nhiêu là tổng cộng luôn chị? 268. Nè nè nè, lấy chạy chú đi rồi cũng tính tao. Ok, lát tính tiền lại mấy người nha. Nè qua đây lấy nè, tao đang quay YouTube mày làm gì kỳ quá vậy? Mày sang nó tao giọng vô mặt mày liền á. Rồi, hello anh Vũ Quyển đi làm chưa anh? Tiền đi mất rồi, tối nay cái lộn lắm, đừng giả bộ ấy, tao im đi. Cái gì gái đó đúng không gái? Trời ơi, còn ngàn qua 790 nữa đó. Ơ, 790 rồi mày ơi. Hôm bữa giờ lóc đồ hay cái hương nga bữa nay hơn thấy không? Thôi đưa chú chỉ này, đưa chú chỉ này đi. 250. Phan, con có tánh nó nữa hay chưa? Thôi mày lại 500. Tao khỏi 30. TV nó trả cho Hiếu 180. Thôi nào nó lấy rõ ràng đi. Đúng không? Ai mà mình dựng được trả là được, mình trả giao hôm nay cho được thương tao. Tao thấy móc xích với mày đây ra rồi đi cho chị nó cấm bây giờ. TV nó thiếu chị là tổng cộng bao nhiêu? 268, 270 rồi. Hỏi là em nhiều bạn 40. Thôi rồi chị tặng em luôn 40, ok không? Ủa là chị chưa thấy em 40. Ủa vậy hả vậy chị? Tặng cô với chị. Ai biết chị bị liệu quá bé ơi. Nè, hỏi đã. Trời ơi đem lỡ rồi nó quẹo vậy, mới đứng nó bóng thịt rồi mà lại. Bé nó mọi người bé. Nó là 2,5 đây. Tại chưa thấy 40, nó 40 cái lobo ngoài này quỵ mới đến công ty chưa làm hết lên đình đã thấy chị quậy quá chén nhíu trả lời cô ba mà vỗ vỗ cây quạt vô bọc nước mía chi vậy kìa. Bả xui cái năm nay tháng 7 đó anh Hương rồi em có thiếu mọi người gì chơi nha, thấy mình còn nhiêu chiều hai 10,000 quá sủa ghê không hiểu là quá căng quá mày có tiền rồi đó mày mua cục lại 7,7 lận cục đó thì đưa trước nhiêu đi 3 cục lận. Ủa 3 cục mà baby lấy đâu gắn vô sầm hưng đâu mẹ cục 3 cục lận giờ lấy 3 cục quá giờ baby đâu có gắn vô đây đâu nói qua nhữ xong đúng không thiếu qua trái bà rồi còn có 80 người vậy trời chứ hiếu đẹp trai này mấy người quá có cái mít cũng lòng hai được nữa lập mình dùm baby gpt à trời em chứ mua bằng nóng của ta lần hồi em bị ăn nguội lại cảm ơn hai em đó nãy giờ mình kiếm giờ hưng đấu nhau nha dạ đây hai hộp milo chương trình người ta nói mà chơi lô tô nãy còn lại quay không quay được nha cả nhà kinh trùng đi 45 với 50 thì còn 5,000 thì mình mời sầm hưng lại cút số cả đây cũng thể cút số mấy ông ơi quỳnh cái này ra chắc 44. Nói chung là cảm ơn Lê Lan Lê nhiều nha và cảm ơn các anh chị đang coi live của BBK Diễn Viên. Dạ mọi người cứ coi thông thả nha, hiện tại là cameraman đang thư giãn nha, đang ăn một cái. Được không anh ơi? Anh BB. Chào chị Bích, chị Hiếu, chào em nha, chị Dung Lê nha. Anh Lê Lê chứ Hiếu đám dám chơi thử thách bữa sau không? Bữa sau là gì là bữa? Ý là lần sau. Có cà phê ché đó. Ok, bây giờ anh lên đề tài trước để em trải nghiệm trước nha. Nghe nói 10 cái lò xo đó. Làm gì? Lò xo nhét vô họng rồi cho nó bung lên tự động. Còn mua hòm, cái giải thưởng là hòm. Mua con rắn lục nhỏ nhỏ cho nó vô cái lỗ mũi. Không, mấy cái đó chơi được nha, đó chị xiết được đúng không bé Hương? Trời ơi, ngón tay bé Hương chị còn chọc cho. Bây giờ là chị Hiếu là nuốt miếng chai, nghỉ sạp, nuốt than. Giống như cuộc đời chị khó chết quá, giờ phải xiết mấy cái đó mới chết được. Thì sao bé Hương hả? Để tao phải chơi kìa. Nói chung là kỳ sau là chấn động hơn đó nha, chứ Hiếu múa lửa cho mọi người nha. Múa lửa có nhận cái bộ bikini không? Ừ, nhỏng chưa trở về, hỏi về, không chắc không quá à. Chắc không. Mua cái bộ bikini không? Ở đây buổi tối cỡ 7-8 giờ hát, lo được một chén. Rồi, giờ mày hát còn được nữa, mở vừa, đủ nghe như mình hát nhạc vừa vừa, hẹp hà. Chỉ sớm mình nó sẽ ấy hơn, thoải mái. Mấy anh chị ơi, chương trình Thúy Nga Baby Benai, đợt sau của chúng em cần tài trợ một dàn âm thanh. Ghê. Anh Lê Lê thử thách là chế Hiếu với Sầm Mân ăn hai ổ bánh mì. Bánh mì vậy, bánh mì cá sấu của Thu Vương mua hả? Bánh mì gì đây anh Lê Lê, bánh mì Quỳnh Hoa hay là bánh mì cá sấu? Cho nó chở ba chị về, đừng nó cứ ngạm kéo tên. Bánh mì ba nó bự lắm á. Đây bánh mì Quỳnh Hoa nó hỏi ở đây, ngồi ở đây nè. Ăn một ổ mấy? Hai ổ mà. Anh Vũ Nguyễn thử thách chơi chế Hiếu là đi đơ giày cao quốc một tấc làm một vòng catwalk đi.
được á, em sẽ tài trợ thuốc cho chị. Phải chia sẻ thông cảm giùm chị đi, không ai vô trùng trùng tiếp. Chủ Nguyễn thôi, tại vì chế hiếu còn bị gãy chân á, băng bó mới vừa lành thôi, còn còn yếu lắm, không có đi mà giày cao gót cao được. Để chỉ đi cỡ chừng tức hai chỉ đi được. Hồi xưa đi là bú cao gót mình đi được, đúng không? Cà theo. Nhớ đang chạy không? Cung an dí vậy mà. Tức 8, 7 tức gì vậy? Làm gì ma vậy đi 7 tức. Vậy vậy, không giờ. Đó, tức chở. Ông chở, ông chịu. Bắt ổng chở hoài còn ta đi ngoài đường ta tưởng là ba ta có bồ nữa. Rồi luôn không? Không có, chở lấy xe qua ngồi chị đi cho cháu. Nó dư cháu cho xong là ngồi nó chỉ lên đường Tương Nghi Tương Quý á. Chị cho. Cho xa vậy má? Chị thích đi xa có công ty. Tại đó Bình Luân Hòa đó, Tương Nghi Quý. Chị Đa Phước đi, giờ xa nó gần một chút. Chắc cuộc đời chị không lên Đa Phước. Anh Liên ơi, bánh mì là bánh mì gì anh mới được? Để em biết chứ bánh mì Quỳnh Hoa, bánh mì tiệm, bánh mì thường. Bánh mì thường nó không có đầy. Anh cứ ngủ chơi thử thức, cái gì, chơi thử thách đó là hai đứa ngồi dưới đất hết luôn. Ai mà đứng dậy không chống tay là người đó được thưởng. Ổm không? Ngồi dưới xuống đất nè, sao ngồi đó, miễn là đứng dậy đừng chống tay nó làm không có được. Bé Hường, với lại á, chơi thử thách kêu nó gãi lưng ngoài sao nè, nó hoành ra sao không có được. Nó mập quá đó, nó hoành ra sao không có được. Với lại chơi mà thử thách đó bắt làm. Hãy đứng giang hai cái chân ra thẳng, giang cũng không có được luôn. Giang cỡ nào thì hai cái miếng thịt này nó cũng không có banh ra được luôn. Ác lắm. Hai miếng thịt ở trên. Hai miếng thịt ở trên hả? Ui. Giang lắm. Bả nước. Nó ủa sao má ăn dữ vậy trời. Chứng thường cái tao đi tự nhiên đi nè luôn. Ké lấy 500k. Cái kèo này không thơm rồi. Cái đập tự nhiên hai cái này nó chạy ra hai bên nó đều lại. Má nó đuôi con luôn đó má. Thử thách một phút nóc hết ba xị chuối hộp đi Hiếu. Nó có chơi với nó nghe không? Tự nóc xong cái tự lên bàn thờ ngồi. Dũng có lên giường không? Thường lên giường. Lên lên kèo BB chọt cơm ba vô mắt Gia Hưng lên 20 triệu nè. Trời ơi. Sao cô ba ép gì cô ba? Chuyện gì không nhiều. Không phải lấy cái cơm ba kia kìa. Cái cơm ba này nè. Rồi ok nhanh Linh Lê ơi. Ok cả nhóm vui vẻ nha. Chúc kèo live sau còn mua 4 ổ bánh mì nha. Dạ nói chung bữa live sau mới có qua đây thì nói chung sẽ chốt kèo nhanh. Anh Linh Lê ơi. Đó quậy trứng đồng luôn nha cả nhà. Chế Hiếu Sầm Hưng. Là 1 10 2 ổ. Đúng rồi, trong vòng 10 phút. Cho bé Hường thẳng chữ luôn á. Không, hai ổ này chắc ăn bình thường. Không, Minh Tiết nó ăn ăn không, BB á ăn ổ bánh mì bình ra một ổ hơn luôn á. Tại nó thánh giống, còn này em phải thánh giống đâu. Em là thánh gì? Em thánh điệu. Em là thánh nuốt. Và xong rồi hai năm, năm mấy này tao không biết bánh mì á. Sợ mạnh luôn á má. Bữa đây quất 10 học 10 chứ không chịu lộn 10 phút, trời ơi. Cái hồn nó ăn không cảm thấy em đói quá, nó bầu rồi. Chị ăn một lần được mấy trái chuối vậy chị Hiếu, trời ơi. Chị ăn được chuối gì mới được có bầu chứ không ăn được chị. Đó lộ. Trời vậy chị ơi. Dạ, lỗ cũng bán cợi à, lên kèo chế Hiếu cặt mắm cơm kiện vàng kim lý đi kha kha kha, trời ơi. Mọi người nghe VV đang ăn mắc cười quá húp lia lịa. Làm 1000 ổ mì tự nhiên tạt mắm tôm ta. Cái làm bữa thấy chứ làm bánh mì ngon. Mì ngon lắm thiệt. Ừ, ăn là hay ha, cái Hiếu mà ăn là ăn biên bản nha. Trời ơi cái miệng anh Phạm Jesse quá trời luôn. VV đưa cái mic vào cho chế Hiếu đi. Trời ơi. Chắp 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 chúp chúp chúp. VV cái viên chiên. Dạ, dạ. Nói chứ ai nè mọi người ơi, dì tắt của mọi người nè kìa, lại chào mọi người cái đi. Đó vô một. Bây giờ thở thì đưa đi bệnh viện. Đó lại chào cái kìa, ta kêu kìa. Cái gì rất mệt quá. Đó không, đó bắt đầu đóng phim nữa nè, ngồi nhập viện nữa nè. Con bé Hương nó quăng, à hỏi tôi nó. Con đưa giấy bệnh viện cho mày coi, coi đừng có nói đó. Đó, thấy chưa, rồi rồi mọi người chia tay nha. Đó mọi người đồ gặp cái em kêu qua, cái mọi người thấy không? Đó. Bây giờ để chai nước nó luôn đúng không? Bây giờ để chai nước, ồ bữa nay ăn nóng tờ nữa kìa mọi người. Quậy hoài. Rồi cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã ngày hôm nay đã ủng hộ và xem like của em cho mọi người nha. Xin bye bye mọi người, hẹn gặp lại những clip sau cho mọi người nha. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người. Trời ơi. Mừng bạn xem clip nha.